Rồi, xin chào anh chị các bạn, trở lại với chuyên đồng xe hơi. Hôm nay em quay mẫu Ranger XLS. Đây là bản 2 cầu số tự động nhé. Bản này thì mới ra mắt trong năm 2023. Đó, đây là xe trước khi nó nâng cấp, update nhẹ trong khoảng tháng 5. Tháng 5 thì mẫu xe này nó sẽ lên giá khoảng 20 triệu nhé. Hiện nay đang là 756 triệu đồng, thì sang tháng nó sẽ là 776 triệu đồng. Giá này thì chưa bao gồm khuyến mại hay là chi phí đăng ký kèm theo. Để lăn bánh mẫu xe này thì mình mất đâu đó vào khoảng hơn 800. Đó, khuyến mại cụ thể như nào thì các bác liên hệ trực tiếp qua hotline đứng kèm trên màn hình giúp em. Vì quyết định chào giá nên là bên em cũng sẽ không trao đổi chi tiết qua cái video này được. Đó. Bản này thì mới thôi, tuy nhiên thì nó theo cái khung sườn của XLT khá là nhiều, đúng không ạ? Mình có thể thấy đây, xoay hai cầu này, cổng sạc chờ nhanh này, đúng không ạ? Các chế độ lái, tắt bật cảm biến, cân bằng điện tử và khóa vi sai cầu sau. Đó, hộp số thì là hộp số tự động 6 cấp, có giải lập ở đây. Cruise control hay giới hạn tốc độ thì vẫn được trang bị đầy đủ nhé. Đó, điều khiển đàm thoại rảnh tay. Đèn thì cũng có đèn tự động rồi. Chủ yếu mẫu xe này thì dành các bác có nhu cầu đi xe 2 cầu số tự động mà cái chi phí bỏ ra nó hợp lý hơn. Đó, nguyên bản thì gần như các đầu Ford trừ vai trách thì đều không có trang bị lót thùng cao su nhé. Đây là cấu hình 2 cầu 4x4 XLT. Thật ra thì nó không khác gì nhiều so với XLS 1 cầu đâu. Cái mâm này, cái đầu này, đúng không ạ? Đây là bản một cầu màu cam nhé, em lên video trước rồi. La răng gần như là giống hệt. Đó, chỉ có bản white check này, bên cạnh này. Đấy, thì mình thấy thì nó khác biệt khá nhiều về la răng này, mang vây cá này, đúng không ạ? Hay là thanh thể thao kèm theo. Nóc, giá nóc, đó, nóc từ cao su. Đây. Ở bên này thì chúng ta có mâm đúc bình thường, vây cá bình thường. Trần không có giá nóc và không có thanh thể thao cũng như nó còn cao su kèm theo. Đây, bản 2 cầu số động nhé. Hơn 800 một chút, sang tháng thì lên mất khoảng 20 triệu. Khuyến mại thì cụ thể như nào thì mình liên hệ trực tiếp giúp em để bên em báo giá. Đó, hiện nay thì lãi suất trả góp bán tải thì đa phần chúng ta sẽ vay trong thời gian từ 5 đến 6 năm. Lãi suất cố định tốt nhất hiện nay thì chúng ta có gói cố định lãi suất 5 năm của ngân hàng thì sẽ được hỗ trợ 9,19% trong 6 tháng đầu và khoảng dao động là 10,5% trong 54 tháng tiếp theo. Đó, ngoài ra chúng ta có một số gói vay với thời gian ngắn hơn và lãi suất cụ thể hơn. Chi tiết thế nào thì anh chị alo trực tiếp qua bên em để bên em hỗ trợ về giá bán, chương trình lãi suất trả góp nhé. Rồi, xin chào, hẹn lại trong những cái video tiếp theo.